Chào các bạn, lại là thầy đây. Thầy rồi chúng ta sẽ làm câu số 5. Câu này trị giá 1 điểm rưỡi. Được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên khóa của tỉnh Bắc Ninh năm học 2023-2024. Đầu như C là đề như sau. Hỗn hợp X gồm có nhôm và sắt cho 13,2 gram X vào HCl. Thu được hiro cũng 13,2 gram đó tác dụng với siêu nổ 3 tất cả lần B. Thu được C. Thu được hỗn hợp Y gồm các kim loại. Cho toàn bộ Y tới dùng HCl sinh khí hiro. Rồi biết các vẫn sẽ ra hoàn toàn. Tính ABC. Chúng ta xử lý bài toán này như sau. Ở đây mình em nghe chị. Lúc đầu là khi cho nhôm và sắt đi tới dùng với gì em ơi? Cho nhôm và sắt đi tới dùng với HCl. Mà ở đây HCl người ta lấy dư 25%, điều này chứng tỏ nhôm và sắt phản hết. HCl dư rồi, phản xạ hoàn toàn, hiểu không hỡi ơi? Dạ. Ở đây em sẽ gọi cho thầy số mol của nhôm là ít mol. Mol của sắt là y mol. Từ đây em sẽ có khối lượng của hỗn hợp X bằng 27X cộng 56Y và bằng 13,2. Đây là biểu thức 1 La Mã. Tiếp tục của em đó là gì? Khi đó em sẽ có phương trình này. Nhôm, sắt, cả hai chất này đều tác dụng được với HCl. Ở đây em tạo thành AlCl3 cộng cho H2, phương trình 1. Chúng ta đi cân bằng phương trình. Rồi. Ở đây mình đặt số mol của các chất lần lượt là ít mol, y mol. Rồi, chúng ta chuyển qua cho hydro HCl. Thì chỗ này là 3x, 1,5x, 2y. Rồi, cái đó chúng ta có biểu thức tiếp theo đó là mol hiro tại đây. Mol hiro là 1,5x cộng cho y và bằng 0,48. Đây là hai la mã. X bằng 0,24, y bằng 0,12. Rồi, dựa. Em sẽ giải 1 qua 2. X bằng 0,24, y 0,12. Câu trời yêu cầu chúng ta tính ABC. Thì ở đây chúng ta tính được HCl luôn. Và HCl ban đầu là 0,5A đúng không em ơi? Dư 25% so với lượng cần phản ứng. Thì ở đây chúng ta xử lý như sau. Tiếp theo, em đi tính mol HCl phản ứng là bằng 3X cộng 2Y. Bằng bao nhiêu mà? 0,96 ạ. Rồi, em tính mol HCl dư. Nó dư bao nhiêu phần trăm? 25% so với phản ứng. Phản ứng là 0,96 và bằng 0,54. Rồi, mình có đó là mol HCl ban đầu sẽ bằng 0,5A. Đúng không em ơi? Và bằng 0,96 cộng cho 0,24. Rồi, bạn bấm cho thầy A bằng bao nhiêu luôn? 2,4. 1,2 ạ. 2,4 chứ. Chia 0,5 nữa mà. Dạ. Đây là giá trị A đã xong. Rồi, bây giờ nếu cho 13,2 gam X tác dụng với hai thằng này. Thì khi cho X tác dụng với hai này thì bước đầu tiên em sẽ đi tính cho thầy số mol của hai chất đi. Tính mol của
CONO3 tất cả 2. Thì đây nó là bằng 0,2B đúng không em? Dạ. MnAgNO3 là 0,2C. Rồi. Ở đây người ta kêu là thu được hỗn hợp Y gồm các kim loại. Mà trong kim loại này thì khi ta dùng với HCl em hiểu không? Thì ở đây có sinh hiđro. Điều này chứng tỏ là sắt sẽ dư. Hiểu vấn đề không bạn ơi? Dạ vâng. Ở đây mình đừng bao giờ quên cái điều này. Đó là chúng ta sắp xếp. Rồi chúng ta có đầu tiên chúng ta sắp xếp cả kim loại và mũi theo chiều kim loại giảm dần. Giảm dần đó là sắt, là nhôm này, sắt này, được chưa? Tiếp theo là CONO3 tất cả hai và cuối cùng là AgNO3. Được chưa em ơi? Nhôm tác dụng thì tạo mũi nhôm. Sắt thì thông thường nó sẽ về mũi sắt 2. Đây là đồng và đây là bạc. Hiểu vấn đề không bạn ơi? Dạ được ạ. Ở đây chúng ta sẽ dùng triết lý của Su Binh Hoàng Sơn là đi xa về gần. Bản chất như thế này. Phương trình này sẽ ra đầu tiên. Sau đó đến nhôm tác dụng với thằng này. Và cuối cùng là sắt tác dụng với CONO3 tất cả hai lần. Cuối cùng sắt dư. Hiểu vấn đề không em? Vì cái hỗn hợp sau phần này tác dụng được với gì? Tác dụng được với HCl sinh khí. Điều này chứng tỏ là trong cái kim loại này có sắt dư. Hiểu vấn đề không em? Vì sắt dư thì hai thằng này phân hết. Tại sao là như vậy? Bởi vì đề cho là các phân sẽ ra hoàn toàn. Các bạn hiểu chưa nào? Dạ vâng. À, chúng ta sẽ đến phương trình số 3. Phương trình 3. Phương trình 3 ở đây theo thứ tự đó là nhôm này sẽ đi tác dụng với AgNO3 để tạo thành AlNO3 tất cả 3 cộng cho AG. Mình chỉ cần ghi sai phương trình là sai hết em nha. Rồi, lưu ý như thế này. À, ban đầu thì ở đây AgNO3 sẽ phân hết. AgNO3 chúng ta là 0,2C chỉ có đây. Là 0,2C chia cho 3. Chia với này. 3 0,2C. Được chưa mày? Sau phương trình này thì nhôm còn dư. Nhôm ở đây này chúng ta ghi là mol nhôm còn lại này. Mol nhôm còn lại ban đầu nó là mol nhôm là bao nhiêu nhỉ? Mol nhôm là 0,24, mol sắt là 0,12. Rồi. Nhôm còn lại ở đây em lấy 0,24. Em trừ đi 0,2C chia cho 3. Hiểu vấn đề không em ơi? Cái đó nó sẽ đi tác dụng với CONO3 tất cả 2. Để tạo thành ALNO3 cả 3 cộng đó đồng 4. Rồi chúng ta sẽ đi cân bằng phương trình này. Rồi. Số mol nhôm ở đây là 0,24 trừ đi 0,2C chia 3. Chiều qua đây chúng ta nhân 3 lên rồi. 0,24 mà nhân cho 3, 0,72 đúng không em ơi? Và chia 2 nữa là 0,36. 0,2C nhân 3 chia 2 là bằng 0,1 đúng không em? Chia cho 2 nữa mà. Phải 0,1 không? Bơm. Bao nhiêu em? Không biết mở thôi. Rồi, chuyển qua đây. Thằng này là 0,36 trừ đi 0,1C.
Rồi bạn nghe kỹ. Vì chúng ta để hiểu như thế này, sau phần chúng ta thu được hỗn hợp gồm các kim loại. Để thu được các kim loại mà các kim loại này trong đó nó tác dụng được với HCl, điều này chứng tỏ là sắt dư. Khi đó chúng ta có này, mon Cu, NO3 tất cả hai lần, còn lại ở đây sẽ lấy ban đầu là 02B trừ đi 0,36 trừ đi 0,1C. Coi ý kiến gì không em ơi? Dạ không. Khi đó sắt của chúng ta sẽ đi tác dụng với Cu, NO3 tất cả hai lần sẽ tạo thành Fe, NO3 tất cả hai cộng Cu. Rồi bạn nghe kỹ. Chúng ta biết là sau phẫn thì chúng ta thu được hỗn hợp gồm có các kim loại. Mà trong các kim loại đó thì phải có sắt dư. Vì chỉ có sắt dư thì nó mới tác dụng được với HCl sinh khí thôi. Như vậy ở đây mình có mon CuNO3, ở đây còn lại là chúng ta chuyển cho sắt và cho đồng. Hết giờ thầy ơi. Rồi, bây giờ chúng ta để yêu cầu này, chúng ta thu được bao nhiêu gam 57,6 gam hỗn hợp Y đúng không? Như vậy Y gồm cái Dạ. gì? Đây. Khối lượng Y là 57,6 gam hỗn hợp Y, 57,6. Y này gồm có đó là gì? Đầu tiên là bạc. Bạc chúng ta đây. Tiếp theo là Cu. Và cuối cùng đó là gì? Đó là sắt dư, đúng không? Mon Ag 02C mon. Tiếp tục là gì? Mon đồng 036 trừ 036 là hết. Trừ 01C cộng 01C là hết, như vậy còn 02B. Được không em ơi? Được không? Được ạ. Và cuối cùng đó là sắt dư. Ban đầu sắt của chúng ta là 0,12. Trừ đi 02B cộng 01C trừ 0,36 là bằng bao nhiêu? 0,48 trừ 02B trừ 01C. Rồi, bây giờ bạn nghe kỹ. Bây giờ sắt này chúng ta sẽ đi tác dụng với HCl để sinh khí hydro, được chưa? Khi đó này. Khi đó chúng ta có phương trình số 6, đó là Fe cộng HCl sinh FeCl2 cộng H2. Phương trình 6 cân bằng đây là 2. Mấu chốt bài toán này nằm đúng cái đoạn này thôi em ơi. Đoạn mà thầy đang vẽ cái sơ đồ cho bạn này, này. Đó. Kim loại mạnh sẽ tác dụng với hai mũi, sau khi nó tác dụng xong thì kim loại yếu tác dụng với mũi cuối cùng. Thấy chưa? Và bài này có hỗn hợp các mũi đấy. Quýt em ơi. Monohydro có rồi, không phải bao nhiêu? 0,06. 0,06 hả? Phải không hỏi ơi? Dạ. Rồi, cái đó em tính cho thầy khối lượng sắt bằng bao nhiêu? 0,06 nhân cho 56 và bằng. 3,36 ạ. 3,36. Rồi. Cái đó mình có khối lượng của bạc cộng khối lượng của đồng sẽ bằng 108 nhân 02C cộng 64 nhân 02B và bằng 57,6 trừ đi 3,36.
54,24. Tương đương em ơi. Rồi, tương đương em sẽ cho B trước đi. 64 nhân 0,2. 12,4B đúng không? 108 nhân 0,2 21,6C và bằng 54,24. Đây mình ký hiệu là một La Mã. Được chưa em ơi? Dạ rồi ạ. Tại đây em có mò sắc luôn nè. Mò sắc là 0,48 cộng cho ở chỗ này là 12,8 em nha. Ta ghi mò sắc dưới cũng được. Ta có mò sắc ở đây bằng 0,48 trừ 0,2B trừ 0,1C và bằng để cho số mol đây bao nhiêu? 0,06 đúng không? Từ đây em sẽ suy ra là 0,2B cộng 0,1C bằng 0,48 trừ đi 0,06 bằng 0,42 đúng không em? Dạ. Khi đó em giải một La Mã và hai La Mã để tìm ra BC. Một phẩy hai với một phẩy tám ạ. 1,2 và 1,8. Như vậy chúng ta đã giải mã ra được B, giải mã được C. Như vậy cuối cùng cái luận của bài toán này đó là vậy. A bằng 2,4, B bằng 1,2 và C bằng 1,8. Theo đánh giá chủ quan của thầy thì đây là một câu hỏi không khó. Cái khó ở đây là bạn không hiểu cái bản chất đây. Đây, cái chìa khóa đúng nằm có đoạn này này. Đoạn Xu Bình Hoàng Sơn đây, đi xa về gần. Được chưa? Nói lại nha. Đầu tiên là nhôm sẽ tác dụng với AgNO3 để tạo ra bạc và mũ nhôm. Sau khi đó thì sau vựng này thì AgNO3 sẽ hết. Nhôm còn dư tác dụng tiếp với mũ đồng để tạo ra đồng và mũ nhôm. Sau vựng này thì nhôm sẽ hết và khi đó sắt sẽ dư, sắt sẽ vựng với CuNO3 tất cả hai lần dư. Được chưa em ơi? Đó là những gì mình muốn nói trong câu hỏi này. Còn theo đánh giá của thầy, câu này không khó. Cái khó là bạn không biết là đi thật xa để trở về, thế thôi.